Các bạn lại là Tuấn Tuấn đây, thì đây là cái chủ đề hiện tại hot nhất mà rất nhiều người bạn hỏi mình. Thường thì các bạn có thói quen ra thẳng ngoài rạp mua tại quầy, nhưng mà đối với những bộ phim hot thì hiện tại mình sẽ mua sẵn vé ở trên app của CGV để cho đỡ mất công phải đợi. Có nhiều lý do để hỏi những câu hỏi này, như là đặt sai giờ, đặt sai rạp, hoặc là hủy vé không thể đi được nữa, vân vân, có khi giận hờn nữa kìa. Từ tháng 5 năm 2023 thì CGV đã ra chức năng như mình mong muốn, đó chính là hoàn vé trực tiếp chủ động luôn, cho nên rất dễ dàng cho mọi người. Nhưng cho đến tận ngày hôm nay thì Tuấn mới có dịp sử dụng được chức năng này, và khi đã sử dụng rồi thì mình thấy rất tuyệt vời, cho nên là mình sẽ muốn chia sẻ cho tất cả các bạn. Thì về lý do thì đó, như các bạn đã thấy, giận hờn thì hủy vé thôi, cho nên là hai vé mình đã đặt khi mà mình không đi là tốn rất nhiều tiền đấy mọi người ạ. Cho nên là hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Các bạn hãy theo dõi màn hình của mình nè. Đầu tiên là mình sẽ vô cái app, và khi đã vé đã đặt được rồi mình sẽ vô góc bên phải để thấy được cái vé mình đã đặt. Đấy, thì cái giá tiền cũng khá là cao. Nó có nút hoàn vé ở túi ở bên dưới. Mình sẽ bấm theo cái yêu cầu hoàn vé của mình. Đó, tất cả các điều kiện là để sẵn ở đây. Mọi người nhớ lưu ý nha, vì điều kiện này tớ sẽ giải thích sau. Tiếp theo thì bạn nên chọn lý do hoàn vé nha mọi người. Chọn lý do xong mình sẽ bấm gửi yêu cầu hoàn vé. Đó. Mình có thể chọn lý do khác cũng được, không sao cả. Đây, nó sẽ thông báo cho mình một lần nữa bạn có đồng ý hay không. Và thế là vé đã được hoàn lại cho mình rồi. Chúc mọi người coi phim vui vẻ nha. Có gì thắc mắc cứ để lại comment cho mình nhé.